có 500 triệu đồng, tôi chọn đầu tư mà không mua nhà. Vay thêm 100 triệu đồng từ người thân, bạn bè cùng số vốn đang có, tôi đã mua hai miếng đất ở một tỉnh Tây Nguyên. Chờ tăng giá. 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dành dụng được khoảng 500 triệu đồng. Với mong muốn an cư, tôi tìm mua căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, chấp nhận sẽ vay thêm ngân hàng. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn cả về việc chọn nhà lẫn tài chính. Về việc chọn nhà, với 500 triệu đồng có sẵn và có thể vay mượn thêm bạn bè, người thân, tôi mong muốn mua một căn hộ chừng 1,5 đến 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thật khó để có một căn hộ như thế ở thành phố triệu dân này. Mức thu nhập của tôi trên 20 triệu đồng mỗi tháng không thuộc diện có thể mua nhà ở xã hội. Thị trường cũng không còn căn hộ giá rẻ. Còn nhà ở thương mại, giá mỗi mét vuông căn hộ đã tăng đều đặn trong vài năm trở lại đây. Theo một số nghiên cứu, giá chung cư đã tăng trung bình 8 đến 10% mỗi năm. Hiện tại, một căn hộ ở phân khúc tầm trung cũng có giá khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng, tương đương khoảng 50 đến 60 triệu đồng mỗi mét vuông. Tôi đã nghĩ tới một phương án phụ, mua căn hộ ở Bình Dương, chấp nhận chạy xe khoảng 20 km để tới chỗ làm. Tuy nhiên, tình hình không khá khẩm hơn. Thị trường căn hộ Bình Dương cũng vô cùng sôi động thời gian qua, mức giá cũng tiệm cận thành phố Hồ Chí Minh. Về phương án tài chính, dự định ban đầu tôi chấp nhận vay thêm ngân hàng để có thể sở hữu nhà. Tuy nhiên, ngoài việc ngân hàng chậm giải ngân vì chính sách siết tín dụng, tôi còn gặp khó trong việc lãi suất tăng. Nếu các năm trước, lãi suất cho vay bất động sản với ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam cố định khoảng 6 đến 7% mỗi năm, kéo dài 5 năm thì nay đã tăng lên khoảng 9% mỗi năm. Với ngân hàng thương mại cổ phần trong nước, lãi suất ở mức 8 đến 10% mỗi năm trong năm đầu tiên, thả nổi ở các năm tiếp theo. Nhiều ý kiến cho rằng lãi suất cho vay có thể tăng trong các năm tới khiến tôi e ngại việc sẽ phải tăng phần chi trả từ năm thứ hai cho khoản vay. Được người quen giới thiệu, tôi đã mua hai miếng đất nền ở một tỉnh Tây Nguyên với giá 600 triệu đồng, bao gồm 100 triệu đồng vay từ người thân. Khu vực tôi mua giáp danh thành phố, được quy hoạch rõ ràng, giá còn thấp. Từ đầu năm tới nay, tôi theo dõi thị trường và thấy đất xung quanh cùng diện tích đã tăng giá khoảng 30 đến 40%. Tôi vẫn giữ hai miếng đất đó, chờ cơ hội gia tăng tài sản và hy vọng một ngày tiền để ra tiền, tôi có thể mua một căn hộ chung cư giữa thành phố. Tôi luôn cho rằng sở hữu một căn nhà, ngoài là tài sản, nó còn là nơi an cư, là mái ấm gia đình, nuôi dạy con cái. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi giá nhà thành phố liên tục tăng, đồng lương không tăng tương ứng, để sở hữu một căn nhà không phải chuyện đơn giản có thể làm. Nhiều người mất 10 đến 15 năm để có thể có được căn nhà đầu tiên riêng tôi hành trình tìm mua nhà có thể cũng chừng đó hoặc ngắn hơn nếu có thêm các khoản tiền và tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững từ bất động sản mà không phải lướt sóng hay đu đỉnh